Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn MacOS Honeywell 1250G. Mình chỉ kết nối vào máy tính qua cổng USB, sau đây mình quét mã. Máy quét này chỉ quét được mã vạch là 1D. Rồi, vậy là xong, cảm ơn các bạn đã xem video. Thank you.